À, thanh niên 8X nha anh em. Đợt này 8X trỗi dậy nhiều rồi. À, chà. Ui. Cũng kinh đấy này, chắc là đang trong quá trình hoàn thiện thôi. Này đồ này. Bang chiều tiền. Anh em có thấy cái gì đặc biệt ở ở ở bạn này không? Đố anh em biết có cái gì đặc biệt ở bạn này đấy. Anh em nào biết nhớ comment xuống một bình luận nhé. Đó, đố các bạn biết à. Có một điều hết sức đặc biệt ở trong cái con nạc này. Anh em nào xem livestream của NTM thường xuyên mới biết được điều này. Còn nếu mà mới xem hoặc là xem không thường xuyên thì sẽ không, chắc chắn sẽ không biết đâu. Đố anh em nhé. Có cái điều gì đặc biệt thú vị ở trong cái con nạc này? Ok nhá, ok đấy, các bạn nào biết thì comment nhá. Điều rất đặc biệt. Chữ thì